Bây giờ thì em vừa mới đổ cái lượng siro đường vào trong cái máng này. Đối với cái thể tích của cái máng này thì nó sẽ được gần 1 lít này các bác ơi. Lại xin chào toàn thể các bác có niềm đam mê thích luồng mật trên toàn cả nước nhé. Thì nội dung của video ngày hôm nay thì bên em lại xin giới thiệu tới các bác là về một cái mẫu máng cho ông ăn. Đây là cái mẫu máng gác cầu này các bác này. Đối với cái mẫu máng gác cầu này thì về cái ưu điểm của nó thì đây hình thức các bác có thể thấy thực tế trên video là khi mình sử dụng ấy thì mình sẽ cho ong ăn ở trên khu vực đây này. Đó. Cho ăn ong ăn ở trên đây thì khi các bác rót cái lượng siro đường vào ấy thì các bác sẽ thấy là cái tỷ lệ đường để các bác cho đàn ong ăn đến đâu đấy, nó rất là cao ráo nhé. Ví dụ cái máng gác cầu này, ví dụ cái thùng ong của các bác đặt ở khu vực lần đất mềm ấy, nó bị lún xuống, nó bị méo lệch cái thùng đấy, các bác mà cho ong ăn ở cái máng tầng trệt, ví dụ nó méo thì là sẽ đổ được một phần bên này đầy, một phần bên này nó không đầy, nhưng mà các bác cứ sử dụng cái này thì nó sẽ kiểu như nó cân đối được. Đấy, cân đối được. Còn giới thiệu chi tiết qua một chút về cái mẫu máng gác cầu này. Về cái mẫu máng này thì đầu tiên là kích thước của nó là nó sẽ dành cho ông ngoại. Đấy, các bác muốn cho sử dụng, mua về sử dụng cho ông nội thì các bác cắt rốn hai đầu này cho em này. Đấy, cắt 42. Đấy, để vào nó vừa tầm như thế này. Đó. Đấy, các bác có thể thấy là khi để vào xà cầu ấy, thì nó sẽ thấp hơn là cái vách ngăn ở ngoài cùng này các bác nhé. Đấy thì con ong nó sẽ bò theo cái mép này. Đấy, bò theo mép này và nó xuống đây, nó lấy siro đường này. Vào mùa hè các bác có thể là cho ong uống nước được. Đó. Rất là đơn giản. Bây giờ thì em sẽ đổ cái lượng siro đường vào để cho các bác cùng tham khảo nhé. Bây giờ thì em vừa mới đổ cái lượng siro đường vào trong cái máng này. Đối với cái thể tích của cái máng này thì nó sẽ được gần 1 lít này các bác ơi. Đấy thì nó đầu tiên đổ, mình đổ này nó sẽ tràn mấp mé tới đây. Đấy, khi con ong nó vào nó ăn ấy, thì nó sẽ đi qua cái đường này hoặc là đường này này. Khi các bác sử dụng cái mẫu máng này thì cái thứ nhất là chống được kiến gió nhé. Kiến nó vào nó kiểu cũng ăn mật ong ấy. Cũng như là kiến nó vào, hoặc kiến hoặc rán nó vào giữ ấm tổ thì nó thường thường nó sẽ ở bên dưới, nó sẽ không trèo được lên bên trên. Đấy, khi các bác sử dụng cái máng, mẫu máng này thì nó rất có nhiều ưu điểm để các bác sử dụng. Đấy, cái thứ nhất là khi cho ong ăn nó rất là tiện lợi. Đấy, thường thường thì các bác sử dụng cho ong mật ăn siro đường thì thường thường là sẽ vào chiều tối để tránh cái tình trạng ong nó cướp mật của nhau. Thì các bác đổ ví dụ những cái đàn mà ví dụ các bác nuôi trại ong lớn chẳng hạn, thì ví dụ còn tầm khoảng vài chục đàn về cái thời gian chiều tối là các bác ví dụ ăn tầm trệt là các bác sẽ không nhìn thấy gì, nhưng mà khi các bác sử dụng cái mẫu máng này này, thế thì các bác chỉ cần mở nắp ra, đấy, các bác cầm siêu các bác đổ xuống đấy, đầy ngăn này nó sẽ chảy ra ngăn kia, đấy, rất là tiện lợi. Để đặt hàng mua hàng trên cái mẫu máng này thì các bác liên hệ trực tiếp cho bên cơ sở em thông qua số điện thoại em để ở góc màn hình video nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau.